Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các quận huyện nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế thời gian tới. Tại cuộc họp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết, 20 ngày qua trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca mắc mới. Tuy nhiên, đơn vị vẫn tiến hành xét nghiệm từ 500 đến 1.000 người mỗi ngày. Dự báo thời gian tới vẫn có thể xảy ra những ca bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, CDC đề nghị thành phố vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp khoanh vùng phòng chống COVID-19. Nhiều ý kiến của các quận huyện cũng kiến nghị Ban chỉ đạo thành phố nên xem xét nới lỏng thêm nhiều hoạt động khác, cho phép người dân đi chợ trở lại bình thường, có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu kép, hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại do COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận những nỗ lực của các sở ngành quận huyện thời gian qua. Về các biện pháp phòng chống dịch thời gian tới, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh thống nhất việc tiếp tục nới lỏng xã hội, nhưng phải áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao hơn, theo tinh thần thông điệp 5K của Bộ Y tế. Cái loại hình đó là bún ba, karaoke, massage, vũ trường, tạm thời chưa cho hoạt động đó lại. Cùng các cái biện pháp 5K là phải duy trì và ở mức độ cao hơn. Chúng tôi nhắc lại là ở mức độ cao hơn. Thì theo đó là các quận huyện phải tăng cường công tác kiểm tra, xử lý cái việc này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị cần siết chặt việc quản lý, xét nghiệm cho người nước ngoài nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Sở Y tế, các ban ngành linh hoạt phối hợp để thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch lưu ý. Theo đó là dứt khoát là không cái giải quyết cái chuyện mà giao cho doanh nghiệp để mà tự lo cái cách ly cho các cái đối tượng nhà chuyên gia và những người kỹ thuật cao này, dứt khoát không, mà phải ở cho chúng ta cách ly, mà cách ly cũng thống nhất theo chỉ yến là 2 hoặc 3 mức độ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho người dân, không để xuất hiện tình trạng chủ quan lơ là trong phòng chống COVID-19. Lưu ý các biện pháp an toàn, đảm bảo các cơ sở y tế trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường thời gian tới, đồng thời triển khai phòng chống bão lụt tùy theo tình hình thực tế. Anh Thành cũng sẽ có đánh giá về cái dự báo tình hình.